Thì bây giờ là ngoài cái nhu cầu làm đẹp thì cả nhà mình thấy là còn cái nhu cầu đó là về là hương thơm mà đúng không? Thì nhiều anh chị thì cũng liên hệ với bên em thì hỏi là ví dụ như anh chị thích một cái mùi hương do anh chị tự mix á, thì anh chị có thể là gia công ở bên em được không? Kiểu như là anh chị không muốn là những cái mùi nó quá là đại trà, mà anh chị muốn là cái mùi mà nó mang một cái màu sắc riêng của anh chị vậy đó. Đó thì bên em hỗ trợ cho mình được ha. Ví dụ như là anh chị mình muốn mix màu, mix mùi á, có thể là liên đến văn phòng nhà Hảo Lan để mà mix trực tiếp luôn, mình test trực tiếp sản phẩm bên nhà Hảo Lan luôn ha. Rồi và đặc biệt là bên nhà Hảo Lan có rất là nhiều những dòng nước hoa nam này, nước hoa nữ và nước hoa unisex anh chị, là cái dòng mình có thể là sử dụng cho cả nam và nữ luôn ha. Đặc biệt là bên em còn có rất là nhiều những cái mã bao bì cho nước hoa đẹp lắm. Cái bao bì nước hoa anh chị là cũng là một cái để mà thu hút được khách hàng của mình, bởi vì là trước hết thì họ chưa có biết là cái sản phẩm của mình là có thơm hay không, nhưng mà họ nhìn cái bao bì của mình họ cảm thấy là bắt mắt, là họ đã thích rồi đúng không nào? Bởi vậy là bên em là có cung cấp bao bì luôn nha anh chị, là mình quan tâm về mã nước hoa này, muốn lên một cái thương hiệu nước hoa riêng cho mình muốn làm trọn gói thì bên em hỗ trợ cho mình luôn ha.